Kính thưa quý vị, và Destiny đang có mặt trên đại lộ 6 của thành phố New York. Và hôm nay là ngày diễn hành văn hóa quốc tế của cộng đồng người Việt hải ngoại. Bây giờ là chương trình sẽ bắt đầu diễn hành. Và Destiny sẽ gửi đến quý vị một vài hình ảnh sau đây nhé. Trống của thành phố New York, của Department of Police City, của cảnh sát New York. Và kế đó sẽ là phái đoàn của Việt Nam chúng ta. Một xe hoa của cao đài, một xe hoa của các em trẻ. Và năm nay đặc biệt là thế hệ trẻ tham dự diễn hành văn hóa rất là đông, có thế hệ hậu duệ. Và bây giờ là bắt đầu phái đoàn của cảnh sát New York sẽ xuất phát đầu tiên. Năm nào cũng làm đi xe là gì điều trị cho đi và
đặc biệt là ông thị trưởng sẽ đi chung với phái đoàn của Việt Nam. Con là Destiny. Chú niệm. Ủa sao không chú niệm? Con đi với chung với chị Nguyệt. Con đi qua bên Thi mấy lần á. Mấy cô đẹp con cảm nhận đó là nhà con là hậu vệ đó, đúng rồi con. Là mới lần thấy phải đến hỏi lại cho kỹ đó. Tối nay có ở lại coi ca nhạc với chị Nguyệt không? Dạ, hay để con cũng ở trong phái đoàn phải không? Năm nào cũng đi hay là năm nay đi? Năm nào con cũng đi. Đừng bảo nó friendly, nó người đi đâu. Dạ. Không, con là chỗ cô chứ. Con bảo năm nào cũng đi hết. Đúng rồi. Friendly cũng đi. Còn em đâu có đi đâu. Em phải đi chung năm. Đúng rồi. Mười mấy năm trước luôn. Xa xa là chúng ta đã thấy cờ vàng của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một đại lộ lớn nhất trên thành phố New York. Đại lộ 6, đại lộ mà nơi tập trung rất là nhiều du khách từ khắp các thế giới về đây, chứ không phải riêng chỉ người New York đang coi chúng ta. Đầu sẽ là New York City Police Department Band. Dàn nhạc của cảnh sát New York sẽ đi đầu. Và kế đến là của Việt Nam chúng ta. Năm nay phái đoàn Việt Nam có nhiều xe hoa lắm quý vị. Có cả bên châu Âu và Canada về đây tham dự luôn. Thank you.
vậy thôi. Chị ơi, từ Texas tới đây đường xá xa xôi như vậy, chị thấy cái cảm giác của chị, thấy cái phái đoàn diễn hành mình nó như thế nào? Xin chào em, chị rất là vui mừng và hạnh phúc khi đứng giữa trung tâm của thành phố New York, nơi gọi là cái nôi của văn hóa và nền và hội tụ những cái sự kiện nổi tiếng của thế giới. Và ngày hôm nay chị rất là cảm giác rất là hạnh phúc, rất là xúc động khi được mặc chiếc áo dài giữa thành phố của đất nước Hoa Kỳ. Và rất là nhiều người, phải nói là không phải chỉ người Mỹ mà đủ sắc dân đang xem mình ha chị ha. Yeah, thì chúc cái cuộc diễn hành quốc tế 2019 ngày hôm nay được mọi kẻ được diễn biến một cách rất là thành công. Và chị rất là vui mừng ngày hôm nay đã xuất hiện giới trẻ, và điều đó là thực sự là bất ngờ, là ngoài sự mong đợi là các em đã đem những cái nhiệt huyết và đã thể hiện những cái tấm lòng đối với quê hương. Mặc dù xa xứ nhưng mà các em vẫn luôn nhớ tới cội nguồn của mình, đã đem từ cái tiếng nói giữ gìn cái ngôn ngữ của mình, tức là tiếng nói còn thì dân tộc còn. Và các em đã chia sẻ với chị là các em rất là vui mừng bởi vì được thể hiện cái tiếng nói của dân tộc của mình trên xứ người. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn em nha. Biết được là có diễn hành văn hóa quốc tế, có cờ vàng, năm nào cũng phải có mặt, dù có chống gậy cũng phải chống có mặt, nhưng giờ là chưa chống gậy. Và chứ Niệm nghĩ tại sao mà mình phải diễn hành ở đây mỗi năm? Đây là cái dịp quan trọng nhất của di dân tị nạn, được quyền diễn hành, được quyền mang lá cờ vàng, được quyền đem văn hóa của mình ra dưới con mắt của cả hàng trăm ngàn quan khách. Tại vì đây không phải những cư dân New York mà là những du khách khắp nơi, đây là những quan trọng nhất và vui mừng nhất và hồ hởi nhất, không thể nào bỏ qua. Dạ, yeah, cảm ơn chị Nhi. Dạ, cảm ơn. Tên gì? Justin. Bác ơi, bác từ đâu tới hay bác ở đây? Xin lỗi, cô muốn hỏi cô là ở đâu tới trước đi. Dạ, cô từ đâu tới hả cô? Cô nói chứ, ưu tiên cho giới trẻ, cô muốn biết cưng ở đâu tới? Con ở thì New York này. New York? Yeah. Ở đây là Houston, Texas. Dạ, cô ở Houston đó. Dạ, đường xa quá ha. Cô có cái cảm nghĩ như thế nào khi cô thấy diễn hành hôm nay? Cô thấy rất là thích. Thành ra là cô 70 rồi, cô cũng thích đi. Dạ. Coi như là rất là mừng và cộng đồng Việt mình là rất là tới đây sum họp với nhau, đúng không? Vì vậy cái lễ văn hóa này rất là happy, rất là hạnh phúc, để nhớ về quê nhà, quê hương xứ sở mình. Xin lỗi cô tên gì? Con là Destiny. Con cảm ơn. New York, cái gì cũng đi gặp.
cảnh sát New York đang biểu diễn. Và họ đã tránh đường cho phái đoàn Việt Nam của chúng ta đi tới, thưa quý vị. Và chúng tôi ghi nhận là đi đầu cầm cái banner đó là có ông thị trưởng của thành phố New York. Chúng ta rất hạnh diện là người Việt chúng ta có ông thị trưởng New York đi chung với phái đoàn của chúng ta. Và đây là banner của cộng đồng liên bang Hoa Kỳ. Nhiều thế hệ trẻ của giáo hội Cao Đài
hồi trên xe này là quý vị thấy rất là nhiều em nhỏ. Một chủ đề năm nay nữa là thế hệ trẻ và tương lai. Cho nên chiếc xe hoa của Cao Đài gìn giữ nét tôn giáo của Cao Đài của chúng ta. Cộng đồng người Việt quốc gia Montreal, Canada. Các chú bác, các cô, các anh chị đến từ Canada. Montreal. Và cũng là phái đoàn Canada tiếp theo. Đây là phái đoàn Mỹ của Dallas, Texas. Cộng đồng Việt Nam, Georgia. Houston và vùng phụ cận. Yeah.
xe hoa nữa. Đây là chiếc xe hoa của tuổi trẻ năm nay. Thế hệ trẻ năm nay có riêng một chiếc xe hoa. Và các em rất là nắng, 82 độ F tại New York quý vị. Lên một chút.
đại lộ 6 này rất là dài và rất là nhiều du khách xem chúng ta tuần hành. Mình đi hậu hậu không lại hậu dễ nhí phía trước. Hậu dễ đi nhanh hơn. Ok, let's march. Ok.